Tòa phúc thẩm đánh giá, nữ siêu lừa Hà Thành, ăn năn thành khẩn, là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, nên quyết định giảm hình phạt từ tù trung thân xuống còn 20 năm tù. Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố bản án phúc thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, 40 tuổi, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, câu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 430 tỷ đồng tòa cấp phúc thẩm đánh giá Hà Thành ăn năn thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả. Là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại công ty cổ phần đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Hà Thành từ trung thân xuống 20 năm tù. Ngoài Hà Thành, tòa cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo còn lại, giảm án cho mỗi người từ 9 tháng đến 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty Gion Ho Landmark, bị cấp sơ thẩm phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không kháng cáo. Tùng cũng được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm ghi nhận việc tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Tùng 2 năm, xuống còn 16 năm tù. Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của bà Trang, vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn. Tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại ngân hàng NCB và PV Công Ban đúng quy định pháp lý không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm. Tại tòa phúc thẩm, ông Toàn cũng thừa nhận mình đưa sổ tiết kiệm của vợ cho Hà Thành, vợ không biết việc này. Do đó, hội đồng xét xử tuyên buộc ngân hàng NCB và PV Công giảm dứt hành vi phong tỏa và trả lại bốn sổ tiết kiệm cho bà Trang. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2018, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội. Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Việt Á Bank và anh Đặng Nghĩa Toàn, sinh năm 1976, trú tại Hoàng Kiếm, Hà Nội, về việc Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng liên quan đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn, thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng. Đại diện Việt Á Bank cho biết hiện nay có một nhóm người đến gây rối trật tự, căng băng rôn không đúng sự thật tại một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, trong đó có ngân hàng Việt Á. Việt Á Bank tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự thật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng và Việt Á Bank chiều ngày 20 tháng 3 năm 2023, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Hà Thành cho biết bản thân đã rất mong ngóng ngày phiên tòa diễn ra để bị cáo được gửi lời xin lỗi tới bị hại và những người liên quan. Tôi đã bị giam hơn 1.500 ngày tôi thực sự ấy nấy vì lỗi của mình nên hình phạt thế nào tôi cũng chấp nhận. Hà Thành nói và mong hội đồng xét xử xem xét hình phạt với những bị cáo còn lại. Bị cáo khác vì tin tưởng tôi nên phạm tội, Nguyễn Thị Hà Thành trình bày. Trong khi đó, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương, trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch đông đô, bật khóc tại bục khai báo kêu oan. Bị cáo chờ đợi 2 năm rưỡi để kêu oan Suốt thời gian đó, bị cáo nhiều lần mong có thể ngủ một giấc và không dậy nữa. Trình bày trước tòa, Quỳnh Hương cho rằng cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều vấn đề, đặc biệt là với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này nhắc lại việc bản thân không tham gia bàn bạc với Hà Thành, nhưng cơ quan tố tụng lại dùng lời khai của những người đối lập để buộc tội Hương. Đối với tội vi phạm hoạt động của ngân hàng, Quỳnh Hương cũng cho rằng Viện Kiểm sát đã dùng những công văn, văn bản mâu thuẫn trong ngân hàng để buộc tội bị cáo. Theo Quỳnh Hương, các bị cáo khác cùng ký tờ trình nhưng không bị truy tố tội vi phạm vì không tham gia quá trình giải ngân. Tương tự, Hương cũng đã không tham gia giải ngân theo quyết định 1252 năm 2017 về phạm vi chức năng của mình một số bị cáo khác thể hiện nhiều cảm xúc khi được nói lời sau cùng. Nhiều lúc bị cáo chỉ muốn chết đi cho bố mẹ đỡ khổ. Bị cáo Lê Thị Hiên, cựu nhân viên ngân hàng Việt Á Bang trình bày bản thân mới thử việc ở Việt Á Bang được 5 tháng thì vướng vòng lao lý. Chết cho đỡ ảnh hưởng gia đình cũng là câu mà nhiều bị cáo nói trước tòa. Họ cùng cho rằng vì tin tưởng Hà Thành, thiếu hiểu biết pháp luật nên phạm tội. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tù trung thân. Các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch Đông Đô và Đặng Thị Quỳnh Hương, trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch Đông Đô của Việt Á Bank bị đề nghị mức án 16-18 năm tù. Giám đốc chi nhánh Hà Nội, trưởng phòng giao dịch Đông Đô của Việt Á Bank Quảng Trọng Đức bị đề nghị 15 đến 17 năm tù. Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty Eurocell, 15 đến 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Mai Phương bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 13 đến 15 năm tù. Nguyễn Thanh Bình, 7 đến 8 năm tù. Trịnh Trung Kiên, 7 đến 8 năm tù. Đỗ Minh Đức, 9 đến 10 năm tù. Bùi Văn Tuấn, 9 đến 10 năm tù. Các bị cáo: Đặng Thị Thu Hòa, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hồng Nhung Trịnh Phương Ngân cùng bị đề nghị mức án 30 tháng đến 36 tháng tù treo. Những bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù. Về dân sự, theo đề nghị của cơ quan tố tụng, bị cáo Hà Thành có trách nhiệm bồi thường 248,9 tỷ đồng cho Việt Á Bank, 49,4 tỷ đồng cho PV Công Bank, 47,5 tỷ đồng do NCB và bồi thường cho những cá nhân gửi tiết kiệm đồng sở hữu với bị cáo. Bên cạnh đó, viện kiểm sát cũng đề nghị việc Á Ban trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 20 tỷ đồng, NCB trả lại cho ông Toàn 50 tỷ đồng và PV trả lại cho ông Toàn 52 tỷ đồng. Riêng trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn có 122 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm tại ba ngân hàng, viện kiểm sát đề nghị các ngân hàng giữ lại để giải quyết dân sự vay mượn. Tại Việt Á Bank, Hà Thành có gần 70 tỷ đồng là tiền góp cùng đồng sở hữu. Tại trong các hợp đồng tiền gửi, cơ quan tố tụng đề nghị hội đồng xét xử tuyên tịch thu để đảm bảo thi hành án. Đến sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra tại ngân hàng Việt Á Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PV cầm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù trung thân. các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Quỳnh Hương, Quản Trọng Đức cùng nhận mức án 17 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng nhận 18 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 12 tháng tù treo đến 14 năm tù. Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, Thành được xác định là chủ mưu, Tùng và các bị cáo khác đóng vai trò giúp sức. Vì vậy, Hà Thành phải nhận mức hình phạt cao nhất. Tòa án xác định Thành dùng thủ đoạn gian dối gây ra 26 vụ lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ba ngân hàng và nhiều cá nhân. Vì vậy, tòa xác định tư cách là bị hại của ba ngân hàng là có căn cứ. Với Thành, chủ tọa phiên tòa đánh giá bị cáo này thành khẩn thay báo, ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa án tuyên buộc Thành bồi thường cho việc Á Ban 273 tỷ đồng, PV 49,4 tỷ đồng, NCB 47,5 tỷ đồng và cho những cá nhân gửi tiền đồng sở hữu mà Thành đã chiếm đoạt. Theo bản án sơ thẩm năm 2016, Nguyễn Thị Hà Thành đầu tư, kinh doanh nhưng không có vốn nên tiếp cận những người có tiền. Bị cáo này đưa ra hai đề nghị là vay tiền với lãi suất cao hoặc gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý. Thời gian đầu, nữ bị cáo thực hiện đúng theo cam kết nên kiếm được lòng tin của cả cá nhân cho vay và ngân hàng. Tuy nhiên, công việc kinh doanh không thuận lợi khiến Thành thua lỗ, trắng tay. Năm 2018, bị cáo bàn bạc với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng lên kế hoạch kiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân. Thành rủ một số khách gửi tiền tại ngân hàng cho gửi đồng sở hữu. Sau đó, dùng tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng để vay tiền từ ngân hàng. Tại ngân hàng NCB, Thành đã vay 50 tỷ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn bằng hình thức gửi tiền tiết kiệm, sau đó đưa sổ cho bị cáo giữ. Tiếp đến, Thành cùng Tùng đã lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để chiếm đoạt 47,5 tỷ đồng của ngân hàng này tại ngân hàng PV Combank, Thành cũng vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng, sau đó thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 49,4 tỷ đồng của ngân hàng. Tại ngân hàng Việt Á Bank, Thành vay 9 người, tổng 356,5 tỷ đồng, rồi nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương, trưởng phòng khách hàng phòng giao dịch đông đô chạy dòng tiền. Bị cáo còn câu kết với các nhân viên ngân hàng lợi dụng sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, yêu cầu việc Á Ban phát hành các hợp đồng tiền gửi trái quy định, đề nghị đại diện ngân hàng ký giấy ủy quyền, giấy đề nghị kim xác nhận tạm khóa tài khoản, rồi giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để vay tiền tại Việt Á Ban. Sau đó, Thành dùng thủ đoạn gian dối với sự giúp sức của nhân viên ngân hàng đã vay và chiếm đoạt của Việt Á Ban hơn 273,8 tỷ đồng, chiếm đoạt của một cá nhân 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát xác định Thành và Hương còn lừa ba cá nhân khác, ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt 58 tỷ đồng. Tại phiên tòa, Hà Thành thừa nhận những cáo buộc của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, các bị cáo là nhân viên ngân hàng lại cho rằng bản thân bị oan, bị truy tố ở tội danh và khung hình phạt quá nặng. Họ trình bày bản thân không làm sai quy trình của ngân hàng cũng như không được hưởng lợi trong vụ án này. Bản thân bị cáo Hà Thành cũng thừa nhận những vi phạm của các nhân viên ngân hàng là vì quá tin tưởng siêu lừa. Hơn 10 ngày xét xử, trách nhiệm dân sự trong vụ án này được đưa ra tranh cãi gây gắt. Đại diện các ngân hàng muốn đổi tư cách tố tụng từ bị hại sang người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Họ cũng cho rằng những người là đồng sở hữu sổ tiết kiệm với siêu lừa là bị hại. Đồng thời, Hà Thành có trách nhiệm bồi thường cho bị hại. Trong khi đó, Viện Kiểm sát lại đề nghị Hội đồng xét xử tuyên ban ngân hàng phải trả lại toàn bộ tiền gửi của ông Toàn và giữ lại 122 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm để giải quyết dân sự vay mượn. Đối với Hà Thành, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 248,9 tỷ đồng cho Việt Á 49,4 tỷ đồng cho PV Câm Bang, 47,5 tỷ đồng cho NCB và bồi thường cho những cá nhân gửi tiết kiệm đồng sở hữu với bị cáo. Phiên tòa nóng lên khi đại diện Viện Kiểm sát nhận định, sau phiên tòa này, những ai chứng kiến, nghe được diễn biến sẽ không yên tâm gửi tiền vào các ngân hàng. Hà Thành làm mất tiền của ngân hàng không làm mất tiền của các đồng sở hữu, đại diện Viện Kiểm sát nói và cho rằng việc khách gửi tiền vào ngân hàng sau đó tự dưng mất hết rồi lại bị tất toán, dù không đi rút hay thế chấp là rất xót xa. Phản bác lại, đại diện NCB và PV Combank khẳng định họ rất tôn trọng quyền của người gửi tiền nhưng quyền đó là quyền của những người gửi kinh chính. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kháng cáo của 13 người trong số 26 người. Ngoài ra, năm đại gia không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự. Đối với ba ngân hàng là PVcombank, NCB, Việt Á Bank cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Tòa án Nhân dân Hà Nội xác định, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành được 17 cựu cán bộ ngân hàng Việt Á Công PVcombank và NCB tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao. Sau đó, Hà Thành giả mạo chữ ký của đại gia để cầm cố sổ vay tiền ba ngân hàng trên hành vi của các bị cáo khiến NCB thiệt hại hơn 47 tỷ đồng, PV Công Ban hơn 49 tỷ đồng và Việt Á Bank hơn 273 tỷ đồng. Bốn cá nhân bị rút 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng. Cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành, tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 25 người còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam. Mặc dù ba ngân hàng đều đề nghị xem xét tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không phải bị hại. Cùng với việc nhận định sai phạm của nhóm cựu cán bộ, các ngân hàng trên tạo điều kiện để hạ thành chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ba ngân hàng. Xong, cấp sơ thẩm tuyên ba ngân hàng được tiếp tục tạm quản lý là 122 tỷ đồng, đứng tên vợ chồng đại gia DNT cùng hàng chục tỷ đồng của bốn đại gia đứng tên đồng sở hữu với Hà Thành. Ba đại gia còn lại được tòa tuyên buộc ngân hàng Việt Á Bank trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, với lý do số tiền họ đồng sở hữu với Thành không phải quan hệ vay nợ. Do đó, Việt Á Bank phải có nghĩa vụ trả lại cho các đồng sở hữu với Hà Thành các sổ tiết kiệm tổng 80 tỷ đồng. Nếu ngân hàng không thực hiện, những người này có quyền khởi kiện việc á ban tại vụ án dân sự khác. Theo dự kiến, chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm đối với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành cùng 12 bị cáo khác trong số 26 bị cáo liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước buộc khai báo, Hà Thành khai về các mã đồng sở hữu với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại một số ngân hàng. Trong phiên tòa xuất hiện tình tiết mới, một nhà đầu tư mong muốn mua lại 26% cổ phần của Nguyễn Thị Hà Thành tại công ty MHD để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án cho Thành. Hội đồng xét xử cho biết, nhà đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản nên không công bố danh tính do thuộc bí mật kinh doanh. Do bị cáo Thành muốn trao đổi lại với nhà đầu tư để thống nhất phương án mua lại số cổ phần này, hội đồng xét xử cho nghỉ 5 phút, dành thời gian cho Thành và nhà đầu tư trao đổi tại chỗ. Tại tòa, doanh nghiệp này cho biết là đơn vị đầu tư kinh doanh bất động sản có nhiều kinh nghiệm và khẳng định có khả năng và kịp thời gian khắc phục nên mong hội đồng xét xử tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục. Chủ tọa nhắc nhở doanh nghiệp nếu chấp nhận mua lại cổ phần của siêu lừa Hà Thành và dùng tiền đó khắc phục cho Thành, phải khắc phục thực chất bằng tiền vào cục thi hành án thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã có công tác chuẩn bị nên đề nghị hội đồng xét xử cho thời gian thực hiện các thủ tục an toàn. Chúng tôi rất mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thời gian để hoàn tất các thủ tục đại diện doanh nghiệp này bày tỏ. Hội đồng xét xử cho biết giá trị 26% cổ phần MHD năm 2018 được xác định là 75 tỷ đồng. Việc chia lợi và giá trị thời điểm hiện tại tòa không can dự vì là việc tự nguyện đôi bên. Mục đích cuối cùng, chủ trương lớn nhất là khắc phục hậu quả vụ án, còn bản án như thế nào đã có pháp luật. Chủ tọa nói: Đại diện viện kiểm sát cho biết, cần có khoảng thời gian làm việc cụ thể giữa nhà đầu tư và các bị cáo. Hội đồng xét xử đánh giá doanh nghiệp và bị cáo cần khoảng 3 tuần làm việc. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo và nhà đầu tư mới làm việc với nhau để khắc phục hậu quả vụ án một cách tốt nhất. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành nói: sau khi các luật sư bị cáo đại diện viện kiểm sát đều đồng ý về việc hoãn phiên tòa để bị cáo và nhà đầu tư làm việc, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử. Trước đó, tại phần xét hỏi, Nguyễn Thị Hà Thành khai năm 2018 có 7,3 triệu cổ phiếu chiếm 26% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư MHD. Số cổ phần này thành nhờ Nguyễn Thanh Tùng giám đốc công ty Xion Ho Landmark là người cùng làm ăn lâu năm đứng tên mua hộ. Theo Thành, thời điểm mua năm 2018, lô cổ phiếu có giá hơn 75 tỷ đồng, hiện bị ngân hàng Việt Á Bank phong tỏa. Bị cáo đề nghị do dự án này đã được mở bán, giá trị cổ phiếu sẽ có biến động, cụ thể là tăng. Do đó, bị cáo có nguyện vọng dùng toàn bộ 26% cổ phần trả cho Việt Á Bank được tòa phúc thẩm trích xuất để đối chất với Hà Thành trong phiên tòa phúc thẩm về 7,3 triệu cổ phiếu trên. Nguyễn Thanh Tùng xác nhận Thành khai đúng. Tùng chỉ đứng tên mua hộ, tiền mua do Thành đưa. Vị đại diện ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á cho biết hiện 7,3 triệu cổ phiếu vẫn đứng tên Tùng. Trước khi bị bắt, Tùng đã ký thế chấp cho Việt Á Bank với mục đích khắc phục hậu quả các khoản vay của thành tại ngân hàng này